thấy xem phim gì đấy đâu mà xong suốt từ lúc thím bảo đấy á. Dạ. Suốt từ lúc thím bảo đấy á. Lúc thím đi bắn nhà hàng đấy phải mới nói rồi. Nên đông thì thuốc về không có. Trời ơi cái má nó hồng hồng hay má hồng hồng. Quay những ai đang hôn yêu anh ta? Nó hôn yêu nói gì nhỉ? Cái giới thiệu là à à để hôm nay là thằng không lấy hàng về to nhá. Nên được chưa bà? Nhà bà Tòng cơ mà. Nên được hả? Mua đĩa to chẳng không có. Kia rồi Vân. Đó. Nó mắt ra.